Khói hình nước và lửa thì trước tiên mình sẽ tô màu lửa nha. Tiếp theo là mình dùng màu vàng đậm nha. Tiếp theo là màu cam nha. Tiếp theo là mình sẽ lấy màu đỏ để tô nha. Sau khi tô xong màu đỏ thì tiếp theo mình sẽ tô màu nước nha. Mình dùng màu xanh nước biển để tô. Tiếp theo mình sẽ tô màu áo màu tím nha. Tiếp theo mình sẽ tô quần áo này màu đen nha. Sau khi tô xong màu miệng màu đen của chiếc váy thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh này rồi nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình lửa và nước như thế này nha. Và sau đây sẽ là video hướng dẫn chi tiết của mình, mời mọi người cùng theo dõi nha.